Kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với bản tin trưa được phát sóng hàng ngày vào lúc 10 giờ trên kênh YouTube Dân Việt. Chúng tôi xin kính chúc quý vị có một cuối tuần vui vẻ, thư giãn cùng gia đình. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung an ninh pháp luật đáng chú ý trong ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng tôi xin được nhắc đến lùm xùm từ thiện xoay quanh Thủy Tiên Công Vinh và những nghệ sĩ nổi tiếng khác. Vào tháng 11 năm 2020, huyện Thanh Trương, Nghệ An xác nhận số tiền ca sĩ Thủy Tiên trao cho người dân xây cầu mua xuồng là 6,889 tỷ. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, khi giả soát lại thì số tiền chỉ còn hơn 6,7 tỷ đồng. Vừa qua ông Trình Văn Nhã, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trương Nghệ An cho biết, sau khi nhận được công văn của Bộ Công an, huyện đã giả soát lại số tiền ca sĩ Thủy Tiên về hỗ trợ cho bà con nhân dân huyện Thanh Trương bị lũ lụt năm 2020. Theo đó, tổng số tiền mà huyện Thanh Trương vừa báo cáo với Bộ Công an là 6 tỷ 787 triệu đồng, ít hơn 102 triệu đồng so với số tiền mà huyện Thanh Trương đã xác nhận vào ngày 12 tháng 11 năm 2020 là 6 tỷ 889 triệu đồng. Chúng tôi cho làm lại, xuống xã gặp từng người dân để giả soát đối chiếu. Có thể do một số người dân khai báo không chuẩn nên xảy ra sai lệch 102 triệu đồng. Rất tiếc, khi đó người được nhận hỗ trợ đông quá nên chúng tôi không yêu cầu dân ký sau khi nhận tiền từ ca sĩ Thủy Tiên. Ông Nhã thông tin về sai lệch 102 triệu đồng so với báo cáo năm 2020. Ông Nguyễn Văn Hoè, Phó phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thanh Trương cho hay, ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ theo danh sách các xã, thị trấn bị ảnh hưởng lũ lụt báo năm 2020, nhưng vẫn còn những người nằm ở ngoài danh sách được hỗ trợ. Tổng số tiền hỗ trợ ngoài khoảng trên 100 triệu đồng. Tuy nhiên, chưa có danh sách nào cụ thể, nên chưa đưa vào báo cáo gửi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Có thể số tiền tổng hợp được còn cao hơn nữa. Tuy nhiên đến nay chỉ mới tổng hợp được trên sổ sách là 6 tỷ 787 triệu đồng. Danh sách số tiền này đã gửi ra theo yêu cầu của Bộ Công an. Hiện vẫn chưa thể tổng hợp hết số tiền hơn 100 triệu đồng mà Thủy Tiên cho ngoài danh sách, ông Hòe nói. Theo báo cáo xác nhận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trương vào ngày 12 tháng 11 năm 2020, số tiền các sĩ Thủy Tiên tra cho huyện vào ngày 12 tháng 11 năm 2020 trị giá 6 tỷ 889 triệu đồng. Trong đó, trao cho những gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ là 5 tỷ 189 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng hai cây cầu dân sinh trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Hỗ trợ các xã thường xuyên bị ngập 10 chiếc xuồng dân sinh trị giá khoảng 200 triệu đồng. Đến nay tổng hợp từ 25 xã thị trấn, gồm có 520 hộ với số tiền hỗ trợ là 5 tỷ 087 triệu đồng. Ngoài ra đoàn của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ hai xã Thanh Sơn và Thanh Mỹ xây hai cây cầu dân sinh với tổng số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng và 20 chiếc xuồng cho 20 xã với số tiền khoảng 200 triệu đồng. Tiếp đó, sau khi nhận được văn bản của Bộ Công an, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước đã chuyển đến các ngân hàng thương mại để biết và thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, một lãnh đạo cấp cao Ngân hàng Nhà nước xác nhận Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Phối hợp giả soát xác định tài khoản các nghệ sĩ đã huy động từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận và giải ngân. Bộ Công an yêu cầu cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng giả soát tài khoản của Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Động thái này nằm trong quá trình xác minh theo đơn tố cáo, dư luận cũng như các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc một số nghệ sĩ đã lợi dụng việc quyên góp từ thiện cứu trợ người dân miền Trung mùa lũ năm 2020. Những nghệ sĩ này bị cho là thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản bộ công an yêu cầu được cung cấp các tài liệu như bản sao hồ sơ mở tài khoản toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã giả soát xác định nếu có thống kê tổng số tiền giao dịch số dư hiện có trong tài khoản sao kê chi tiết tất cả giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay thông tin họ tên địa chỉ số tài khoản đối ứng người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên. Ngoài ra, cơ quan điều tra trong thời gian qua đã gửi công văn đến một số tỉnh thành ở miền Trung, nơi các nghệ sĩ này làm từ thiện, đề nghị phối hợp nhằm làm rõ những khoản tiền từ thiện, thu thập các căn cứ giấy tờ chứng minh. Các khoản tiền phải cụ thể, nếu cần thiết có thể mời những người trong danh sách nhận tiền để ghi lời khai. Liên quan việc thời gian qua các nghệ sĩ đã thực hiện nhiều sao kê ngân hàng, cơ quan điều tra cho rằng việc này không thể chính xác tuyệt đối nguồn tiền, có hay không sử dụng vào việc cứu trợ. Bởi ngân hàng chỉ là nơi tiền được giữ, chuyển đi, còn tiền sử dụng vào mục đích nào thì sao cây không thể hiện. Xin được chuyển đến những tin tức đáng chú ý khác. Vụ lộ ảnh nhạy cảm được cho là của hai cán bộ xã trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, cơ quan công an đang xác minh người đưa hình ảnh lên mạng. Ông Nguyễn Tiến Dũng, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn cho biết, sự việc trong bức ảnh không phải mới xảy ra mà đã xảy ra từ năm 2014, 2015. Hiện địa phương đang cho kiểm tra xác minh lại. Thượng tá Trịnh Văn Giang, trưởng công an thị xã Nghi Sơn thông tin, đơn vị đang kiểm tra xác minh ai là người đưa hình ảnh nóng lên mạng. Về thông tin cho rằng đây là hình ảnh cũ và sự việc xảy ra từ nhiều năm trước, cũng như nghi vấn có liên quan đến hai cán bộ xã trên địa bàn. Thượng tá Trịnh Văn Giang cho biết đang kiểm tra, khi nào có kết luận sẽ thông báo. Như dân Việt đã thông tin Mới đây trên trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh nhạy cảm của một đôi nam nữ được cho là hai cán bộ xã tại thị xã Nghi Sơn Thanh Hóa. Hiện hai người này đã làm việc với cơ quan chức năng. Thưa quý vị, khi mà môi trường không gian mạng chưa đủ để con người giải phóng phần con thì ngoài thực tế đã có không ít những vụ việc đau lòng xảy ra. Bạn có tin, chỉ vì vợ chồng hàng xóm nói chuyện to tiếng mà suýt mất mạng hay không ạ? Đây là thực tế vụ án câu chuyện đã diễn ra ngay tại quận Hà Đông, Hà Nội. Cụ thể theo cáo trạng, gia đình bị cáo Trung và gia đình ông NVH 69 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội là hàng xóm ở đối diện nhà nhau. Hàng ngày do bất đồng sinh hoạt nên hai gia đình có mâu thuẫn nhỏ với nhau. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 21 tháng 8 năm 2020, khi Trung đang ở nhà thì thấy vợ chồng ông H và bà NTG 61 tuổi nói chuyện to tiếng. Lúc này Trung nói vọng ra, ngày thì mất trật tự ban ngày, đêm thì mất trật tự ban đêm dẫn đến hai bên cãi nhau qua lại. Do bực tức, Trung đi vào nhà lấy một con dao phay đi ra trước cửa, thấy ông Hát đi vào nhà mình nên Trung chém một nhát trúng vào vùng trán đỉnh đầu khiến cho ông Hát ngã xuống đất. Thấy vậy, bà Dê ném chiếc bát ăn cơm vào người Trung thì bị chém một nhát vào mạn sườn trái. Bà Dê bỏ chạy hô hoán nên mọi người đến can ngăn Trung và đưa vợ chồng ông Hát bà Dê đi cấp cứu. Hậu quả ông Hát bị tổn hại 81% sức khỏe, di chứng liệt một phần hai người bên trái bà Dê bị tổn hại 3% sức khỏe. Đến ngày 22 tháng 8 năm 2020, Nguyễn Đức Trung đến Công an quận Hà Đông đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tại tòa bị cáo Trung thừa nhận hành vi phạm tội và nói gây án vì vợ chồng hàng xóm hay nói to, gọi vợ, gọi cháu mà cả làng trên xóm dưới đều biết, khiến cho bị cáo thấy bực mình, phiền toái. Bị cáo khai hôm xảy ra vụ án không kiểm soát được hành vi. Với sức của tôi mà cô ý giết, Chắc ông hát hôm nay không còn sống, bị cáo nói. Chủ tọa sau đó nhắc nhở, bị cáo hoàn toàn nhận thức được vùng đầu là khu vực trọng yếu, hoàn toàn có thể dẫn đến tử vong. Sau đó bị cáo quay lại xin lỗi bị hại và nói không có tài sản gì để bồi thường, cũng không nhờ ai được vì vợ đã bỏ đi nhiều năm, bị cáo một mình nuôi con. Tòa nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Trung, 59 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội 15 năm tù về tội giết người, quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này bị hại có một phần lỗi. Tiếp đó, một vụ chém người vừa xảy ra tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Lâm Ngọc Nhí đi nhậu về, thấy nhà khóa cửa, mẹ vợ phàn nàn nên hai người cự cãi. Nhí bất ngờ lấy con dao chém mẹ vợ gây thương tích phải nhập viện. Theo cảnh sát, tối mùng 5 tháng 8, Nhí đi uống rượu trở về thì thấy cửa khóa. Nhí đứng bên ngoài nghe tiếng mẹ vợ phàn nàn vì chuyện về muộn. Nhí đã treo dao vào nhà và xảy ra cự cãi với mẹ vợ, anh ta bất ngờ cầm dao chém trúng tay mẹ vợ, phải nhập viện cấp cứu. Sau khi xuất viện, bà TTM 58 tuổi đã làm đơn tố cáo con rể đến cảnh sát. Kết quả giám định, nạn nhân thương tích 10%. Tiếp đó, công an huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lâm Ngọc Nhí, 32 tuổi ở địa phương để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Sự việc cả nhà tổ trưởng dân phố xông vào đánh người dân vì tiền trợ cấp xảy ra tại tiệm bán trái cây trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, do bà NTKH, 45 tuổi làm chủ. Theo bà Hát, sự việc xảy ra vào sáng mùng 10 tháng 10 và nguyên nhân thực sự dẫn đến việc này là do mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình về việc cạnh tranh chỗ bán hàng. Riêng thông tin cả gia đình tổ trưởng tổ dân phố đánh người vì tiền trợ cấp lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác. Cùng ngày 12 tháng 10, đại diện công an phường Tân Sơn Nhì cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin phản ánh và mời các bên liên quan đến trụ sở để làm rõ. Công an xác định, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn trong việc buôn bán giữa họ hàng với nhau, chứ không liên quan đến vấn đề tiền trợ cấp. Tiến sĩ Phan Anh Tuấn, trưởng bộ môn luật hình sự trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hành vi đưa tin giả mạo nêu trên có thể nhằm nhiều mục đích khác nhau như câu view, muốn nổi tiếng, làm mất uy tín của cá nhân tổ trưởng dân phố, hoặc cũng có khả năng có ý đồ làm mất uy tín của hệ thống chính trị địa phương cho công tác chống dịch. Tuy nhiên dù cố tình hay vô ý Hành vi này là sai trái, phạm luật, cần lên án và bị xử lý nghiêm. Theo ông Tuấn trong vụ việc này, nếu cơ quan chức năng xác định việc đưa tin với mục đích cá nhân như câu view, muốn nổi tiếng thì sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền là 10 đến 20 triệu đồng. Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm bị phạt một nửa so với tổ chức. Cũng theo ông Tuấn, vấn đề hiện nay là các cơ quan chức năng cần nhanh chóng xác minh để đưa ra xử lý hành vi này. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử phạt hành chính hoặc truy cứu thêm trách nhiệm hình sự để tuyên truyền pháp luật cho người dân về nhận diện và xử lý hành vi đưa tin giả mạo. Các cơ quan truyền thông, báo chí cùng với sự đồng hành của bạn đọc người dân cần chỉ ra các thông tin xuyên tạc bịa đặt. Cuộc chiến chống thông tin giả mạo trong thời đại 4.0 đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan nhà nước, các cơ quan truyền thông, báo chí, nhất là người dân để có thể ngăn ngừa tối đa các vi phạm hành chính lẫn tội phạm hình sự liên quan đến an ninh mạng qua đó góp phần giữ vững ổn định trật tự xã hội. Theo hồ sơ vụ án, vào tối mùng 2 tháng 10, giữa hai nhóm của Nguyễn Văn Hào và Vũ Huy Hoàng xảy ra mâu thuẫn. Hai nhóm đã lên mạng xã hội, hẹn nhau tại khu vực vòng xuyến, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi đi cả hai nhóm đều mang theo hung khí như dao, gậy, kiếm. Khi tới điểm hẹn hàng chục thanh niên đã lao vào hỗn chiến. Nhóm Hào yếu thế hơn, sau đó đã bỏ chạy. Nhóm Hoàng đuổi theo truy sát thì bị nhóm hào chia thành ba tốp dùng gậy đánh và chai thủy tinh tấn công lại vụ việc khiến cả khu vực náo loạn tiếng la hét ở mỹ hậu quả khiến một thanh niên tên là ngô quang phát bị thương ở đầu được đưa đi cấp cứu kết quả giám định thương tích tạm thời của phát là 41%. qua điều tra xác minh lực lượng chức năng đã xác định có 29 thanh niên tham gia trong vụ ẩu đà các đối tượng này đều có tuổi đời rất trẻ từ 16 đến 18 tuổi đang theo học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thị xã quảng yên sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Quảng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố 29 bị can để điều tra về hành vi gây rối mất trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Theo đó vào tháng 9 năm 2018, Phèng bị bệnh nên phải nhập viện. Trong lúc túng quẫn không có tiền chữa bệnh, Phèng đã liên hệ với Lo Thị Căm, chú tại bản Đình Sơn 1, xã Hữu Kiệm, là cháu gái của Phèng, tìm cách để bán con gái là Lo Thị Mai Xê sang Trung Quốc. Sau đó, Lo Thị Cam đến trao đổi và nhờ Mong Thị Súm, chú tại cùng bàn, đưa cháu C sang Trung Quốc bán vì Súm có con gái lấy chồng người Trung Quốc. Được sự giúp đỡ của con gái, Mong Thị Súm đã đưa cháu C sang Trung Quốc rồi bán được số tiền là 40.000 nhân dân tệ, khoảng 120 triệu đồng tiền Việt Nam. Sau khi về Việt Nam, Súm trả cho Cam 3 triệu đồng tiền công, đưa cho phèng số tiền 110 triệu đồng, còn Súm lấy 7 triệu đồng. Trước đó, ngày 2 tháng 10 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố bị can đối với lo thị căm và mong thị súm Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày trên kênh Youtube Dân Việt. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở bản tin tiếp theo.